Rồi, xin kính chào quý anh chị, và tư, chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của em, Tôi đã mới Invest, trong phiên dịch ngày 27 tháng 4 thì kênh YouTube của em sẽ cung cấp cho các anh chị chúng ta những à, kiến thức bổ ích về đầu tư chứng khoán cũng như là góc nhìn à, kỹ thuật của em về thị trường chung cũng như là các mã cổ phiếu mà các anh chị chúng ta đang quan tâm. Thì hy vọng rằng sẽ giúp cho các anh chị chúng ta có thể đầu tư được hiệu quả hơn. Rồi, và như sáng nay chúng ta cũng đã có một cái gap down xuống khi mà thị trường chúng ta gần như đã Phản ứng lại với cái việc là Dow Jones hôm qua nó cũng giảm đâu đó khoảng tầm là 800 điểm canh chị ha. Thì cái việc mà sáng nay thị trường ta có một nhịp mà nhúng tương đối là uh, cũng khá là nhẹ nhàng. À, thì em thấy là khá là nhẹ nhàng bởi vì nguyên cả một buổi sáng cái thanh khoản của thị trường nó rất là thấp mọi người. Và kể cả là tổng thể của ngày hôm nay nó cũng chỉ đạt được cái uh, khối lượng là khoảng tầm là 485 triệu cổ thôi. Đấy, nhưng mà sao mà? À về gần như là về cuối phiên, là phiên buổi chiều thì cái lực cầu vào nó vẫn tốt hơn. Nó vẫn cho thấy được là cái sự phục hồi tiếp diễn uh, được uh, mạnh mẽ hơn so với là uh, quay về test lại cái ngưỡng vùng 1300. Thì như hôm qua em cũng có nói với các anh chị đó. Thì nếu như mà ở trong những cái phiên sắp tới mà thị trường chúng ta vẫn tiếp tục nó có kéo lên đi chăng nữa thì đối với lại các anh chị nhà đầu tư đã cố gắng bắt được những cái vùng đẩy ở dưới đây này ấy vào phiên sáng sớm ngày hôm qua đầu giờ khoảng tầm nửa đầu giờ sáng của ngày hôm qua ấy, thì các anh chị chúng ta hãy như nào à? à cố gắng lên đây các anh chị chúng ta quanh cái ngưỡng lại ở vùng 1380 à, em nghĩ rằng là có thể lên được khoảng tầm vùng 1380 cho tới vùng 1400 trong khoảng ít nhất là phiên thứ năm còn ít nhất một phiên nó sẽ còn tăng lên nữa theo cái đà uh, phục hồi tiếp của ngày hôm nay đó thì các anh chị chúng ta nên cân nhắc về cái vấn đề là chúng ta hạ tỷ trọng ra hoặc là những anh chị nào mà vẫn còn đang bị kẹp ở những cái vùng trên này đúng không ạ thì chúng ta hãy uh, hạ bớt những cái lượng margin đi đấy hoặc thậm chí là các anh chị nào mà uh, không biết cách mà trung bình ở những cái nhịp vừa rồi thì chúng ta lên đây chúng ta hãy canh chúng ta hạ bớt trung bình cái lượng ra và khi mà nếu như mà ở trong những cái nhịp tới mà thị trường ta có những cái sự té lại và nó cân bằng lại thì theo cái góc độ mà Uh, retest lại của em trong cái dịp này đấy thì thị trường ta nên ha, không nên test quá là sâu mà cùng lắm là chỉ nên test lại cái ngưỡng ở trên vùng 1310 cho tới vùng 1320 thì đây các anh chị đó, nó nên test lại chỉ lần tầm tới đây thôi đấy, thì hôm nay nó cũng là quanh quanh cái mốc mà gần như là thấp nhất của ngày hôm nay đó đó thì quanh ngưỡng vùng 1310 thôi ha các anh chị ha, chứ đừng có nên về lại tới những cái vùng mà 1280 thế thì lúc đó cái lực cầu vào nó sẽ bị yếu đi rồi mà mà khẳng định với các anh chị chúng ta luôn là lúc đó là lực cung nó sẽ áp đảo hoàn toàn và sẽ tiếp diễn ra những cái lực bán, mà bán tháo lại rất là mạnh đó và kể cả là những anh chị nào mà đu ở những cái nhịp hồi đây này đấy thì cộng hưởng thêm cái việc đó nữa thì lại tiếp tục tuôn hàng ra thì lúc đó thị trường chúng ta là chỉ có một cái từ thôi là từ toan các anh chị nhé Thế thì cái việc mà um, có cái sự đồng lòng của các anh chị nhà đầu tư và cái việc mà đỡ cung đỡ giá của tổ chức ở quanh cái ngưỡng khi mà retest lại vùng 1310 cho tới vùng 1320 ấy là hết sức là quan trọng cho những cái nhịp mà um, thị trường chúng ta có là tái tích lũy trở lại hoặc là nó đi sai quay nó tái tích lũy trở lại cũng như là sẽ tìm ra được những cái dòng cổ phiếu nó vẫn đang ở trong một cái trend tăng à, và nó có những cái sự điều chỉnh Uh, một cách gọi là rũ bỏ thì chúng ta sẽ chú ý đến những mã cổ phiếu ấy nha. thì tuy nhiên rằng là trong một cái thế mà đang trong ngắn hạn mà nó đang điều chỉnh giảm như thế này thì chúng ta cũng đừng có kỳ vọng quá là nhiều mà nên ở một trong những cái trạng thái chúng ta gọi là phòng thủ thì nó sẽ hay hơn các anh chị nhá. rồi và đó là cái góc độ uh, về VNX của của em muốn uh, gửi đến các anh chị chúng ta tham khảo. thì uh, hôm nay thì vẫn là một cái đạp hồi tốt đến từ nhóm các mã cổ phiếu midcap các anh chị à, hôm nay thì thật sự là dòng midcap nó lại lên tốt hơn các mã cổ phiếu blue chip thì uh, hôm nay là Bluechip um, blue chip thì buổi sáng lại có những cái yếu tố đè lại rất là mạnh chẳng hạn như có uh, <laughs> bên vn30 thì chẳng hạn như có bh thì giảm điểm này đấy rồi cả fpt rồi uh, VLG, rồi PNG, rồi hồi sáng có cả Mai cũng giảm giảm đó nhưng mà hầu hết là buổi chiều được kéo lại một chút xíu rồi. À, thì hôm nay hình như cũng có cái quỹ Fubon họ giải ngân ấy thì cũng gây uh, một cái trạng thái cũng tương đối là tích cực cho thị trường ta trong phiên ngày hôm nay. Thì họ cũng mua HBG cũng tương đối là nhiều này. đó Nhìn chung là hôm nay uh, cái chỉ số thị trường ta nó cũng bị kìm hãm lại bởi những cái mã cổ phiếu uh, uh, Blue Chip ấy. À, đặc biệt là có một số mạng ngân hàng như là VBank cũng giảm này, mọi người sẽ thấy đây. Thì hôm qua thì nó cũng đã kéo giúp thị trường ta tăng quá trời quá đất rồi, hơn 30 điểm rồi. Thì hôm nay nó cũng kìm lại cái 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 sự mà phục hồi lại chứ, để mà cho những cái mã cổ phiếu midcap lẫn Benny. để có cái 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 chừa uh, chỗ mà cho tụi nó phục hồi chứ đúng không các anh chị chứ mà uh, tiền đâu mà cứ kéo hết từ blue chip cho tới midcap rồi tới Benny như thế này, đúng không ạ? Đó. Thì uh, các anh chị chúng ta cũng sẽ thấy một cái, uh, cái 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 hiệu ứng cũng tương đối tích cực. Đó. Thì nói chung rằng là em vẫn kỳ vọng một cái nhịp hồi nữa đối với lại các mã cổ phiếu uh, blue chip, lẫn manh và những cái uh, mã cổ phiếu midcap trên thị trường để mà tiện cho các anh chị chúng ta cơ cấu lại cái danh mục của mình hạ bớt những cái tỷ trọng ra và cũng nhắc luôn với các anh chị chúng ta là, là các anh chị chúng ta hãy hạn chế chúng ta phô mô chúng ta mua đuổi đi đúng không ạ còn nếu mà các anh chị nào mà cứ thấy hệ mà lên được chút xíu trên này này thì cứ nghĩ là là bùng nổ theo đà đúng không ạ thấy thấy thị trường chúng ta tăng à, mầm mầm như thế này là cứ nghĩ là thị trường nó đã tạo đáy rồi mà nó chưa có cái sự xác nhận các anh chị thì khi mà một cái việc mà thị trường ta tạo đáy và có những cái sự xác nhận và nó đi vào một cái trên xu hướng hoặc là cái chu kỳ mới tăng giá đấy thì nó luôn luôn phải có một cái phiên mà chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà. Đó, các anh chị chúng ta nhớ ha. Những cái phiên bùng nổ theo đà như thế này này. Đó, ít nhất nó cũng phải tăng từ 1,5% cho tới 2% mọi người. Đó, giống như những cái phiên này. Đấy. Hay thị trường của chúng ta ở những cái nhịp trước ấy, ở những cái nhịp trước như thế này chúng ta cũng có những cái phiên bùng nổ theo đà như thế này đó mọi người thấy không ạ đây là những cái phiên bùng nổ theo đà, đây cũng là những cái phiên bùng nổ theo đà. đó thì nó phải có những cái sự xác nhận để mà vào một cái uh, pha cũng là cái cái, cái chu kỳ tăng giá mới của thị trường, chứ không thể nào mà khi mà thị trường ta đã lấy ở đây chưa xuất hiện bất kỳ một cái phiên bùng nổ theo đà nào mà các anh chị ta cứ hồ hởi chúng ta mua đuổi ở những cái nhịp như thế này, thì nếu như mà không cẩn trọng, các anh chị ta vẫn có thể là dính những cái nhịp mà hồi kỹ thuật lên như em có nói đó không ạ, rồi chúng ta lại lỗ ngắn hạn khi mà cổ khi mà thị trường cũng như là lẫn các các cổ phiếu nó có những cái nhịp mà nó retest lại ha, các anh chị chúng ta thấy. Đó ví dụ như chẳng hạn ở đây thì nó cũng đã có những cái nhịp mà nó tạo đáy này, nhưng mà đây không phải là à, nó vẫn chưa thể nào nó xác nhận một cái phiên bùng nổ theo đà ở phần phía trên này mà nó chỉ xác nhận ở đây là tạo đáy thôi. Đấy cho nên là mọi người thấy là cái chu kỳ nào của nó nó vẫn là đang là sideways. Đấy chứ nó chưa có bức thoát hẳn này, mọi người thấy ở cái giai đoạn này không ạ? À? Đây cũng là một cái nhịp điều chỉnh của chúng ta nó quay về nó lại test lại đáy thứ nhất đúng không ạ tạo thành nó đây là cái phiên xác nhận cái uh, đáy thứ hai đấy cái cây là cây xác nhận của đáy thứ hai nhưng mà sau đó nó không hề có bất kỳ một cái phiên bùng nổ theo đà nào cả đúng không ạ thì cho nên rằng là cái xu hướng chính của giai đoạn này vẫn là một cái xu hướng là là là, là sideways đấy mọi người thấy không ạ à? đây ha à, thì cho nên rằng là mọi người cần phải đặc biệt lưu ý những cái vấn đề À, những cái điểm xác nhận của việc tạo đáy và cái việc mà thoát khỏi cái à, cái trên xu hướng nó đang giảm như thế này bằng một cái phiên bùng nổ theo đà đấy ví dụ chẳng hạn như quay về đây retest lại vùng 1300 cho tới vùng 1.310 đi rồi sau đó phục hồi lên trở lại thì khi mà thị trường ta xuất hiện một cái phiên bùng nổ theo đà vượt được cái ngưỡng kháng cự vùng 1400 Đấy, bằng một cái uh, phiên mà nó tăng đâu đó khoảng tầm là 2%, 50 điểm cho tới 60 điểm ấy. À, hoặc là, là là trên 40 điểm thì lúc đó chúng ta mới có thể là chúng ta tự tin chúng ta giải ngân dần đối với lại các cái mã cổ phiếu mà các anh chị ta đang nắm giữ hoặc là chúng ta uh, lưu ý ha và, và nó vẫn, tuy nhiên là vẫn phải nên giữ những một cái xu hướng nhé đó, đó chính là một cái xu hướng tăng chứ các anh chị chúng ta giải ngân vào những cái mã cổ phiếu mà nó gãy à, mầm này chẳng hạn như là đích này nó đang gãy thế gãy xuống dưới này này mà các anh chị thay giải ngân vào thì là chết dở nhé hay là xe cũng như vậy này đấy cũng chết dở luôn à thì cho nên rằng là mọi người cần phải đặc biệt lưu ý những cái vấn đề này các anh chị nhé <laughs> rồi ok thì chúng ta sẽ đi trước qua những mã cổ phiếu dòng ngân hàng thì hôm nay dòng ngân hàng có một cái sự phục hồi cũng không có mấy là đặc biệt <laughs> không có mấy là đặc biệt ha thì trong đây thì hôm qua là có v là nó khỏe nhất rồi thì hôm nay nó trả lại một chút xíu điểm thôi thì coi như là cũng tương đương lại những cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng hôm qua cũng phục hồi hôm nay cũng phục hồi tiếp một đoạn đấy thì đây là những cái mã cổ phiếu nếu như mà các anh chị có thấy nếu mà nó là những cái mã cổ phiếu đi đầu thì nó sẽ uh, phản ứng trước những cái tâm lý ở cái ngưỡng ở vùng kháng cự đó thì mọi người thấy là khi mà cổ phiếu nó quay về lại nó test lại những cái ngưỡng kháng cự là những cái vùng nền trước đó của mình này đấy thì mọi người thấy là cái áp lực bán trong ngày hôm nay nó đã thể hiện rõ đúng không ạ thì chắc chắn rằng là những cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng như thế này thì ngày mai nếu như mà nó có phục hồi thêm lại một chút xíu nữa vào đầu cái phiên sáng và theo cái đà hưng phấn của ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là em nghĩ nó cũng sẽ bị bán một cái lượng trở lại giống như là vi banh trong ngày hôm nay hoặc thậm chí nếu như mà ngày mai thị trường ta có hưng phấn lên chút xíu nữa thì vi banh nó vẫn có thể nó test lại ở quanh cái ngưỡng vùng uh, trên 36 rồi sau đó lại tiếp tục nó giảm về lại ngược lại về 35 là rất là cao đấy ha dạng như acb cũng vậy acb là đoạn này nó yếu thật À, đoạn này ACB nó yếu thật mà cái lượng cung cầu của nó em thật sự em thấy thấy là nó cũng đang bị nhiễu đi chút xíu à, thì hy vọng rằng nó vẫn sẽ có những cái nhịp mục phục hồi lên được lại được ở vùng 32 hoặc là cái cái vùng quanh 31.5 là mừng lắm rồi chứ không kỳ vọng quá là nhiều so với lại là là những mã cổ phiếu khác trong cùng uh, dòng rồi BID cũng khá là yếu các anh chị ha em nghĩ là nó cũng chỉ quanh quanh lên được ngưỡng ở vùng 38 thôi không nhiều à, thì tùy các anh chị chúng ta có những cái Uh, suy tính và cũng như là cái góc nhìn để mà có thể là, là canh mà cơ cấu những mà cổ phiếu này còn việc mua mới thì em không có khuyến khích mọi người nhé rồi CTG hôm nay CTG cũng phục hồi lên là được chút xíu thì đâu đó vẫn là đạt được cái kỳ vọng một cái vùng mà khoảng tầm là vùng 29 cho tới vùng 29.5 các anh chị nhé rồi HD Bank HD Bank hôm nay cũng phục hồi cũng tương đối là khá thì HD Bank nó sẽ quay trở lại về lại đâu đó cái ngưỡng ở đây này đây nha, à, có một cái ngưỡng ở đây. Đó là quanh cái ngưỡng ở vùng 26 sáu à, Thì các uh, anh chị chúng ta có thể chú ý quanh cái ngưỡng vùng 26 này nhá Còn một giá nữa thì hy vọng là nó sẽ lên được nó giúp được anh chị chúng ta đỡ bớt bao nhiêu phần trăm đó thì thì nó sẽ uh, đỡ được bấy nhiêu nhá Rồi liên Việt cũng uh, tương đối là yếu phục hồi hôm nay cũng tương đối là yếu nha, nhưng mà nó cũng đã có một cái nhịp mà có thể nói là xác nhận một cái hai đáy rồi. Thì nó phục hồi lên thì em nghĩ rằng là, là tầm đâu đó khoảng là nó còn một cái gáp ở đây nó có một cái gap ở quanh ngưỡng ở vùng 19.37.3 này thì hy vọng là nó có thể lên được hoặc thậm chí là nó có thể lên lại được cái vùng test lại cái vùng đáy nó bị thủng trước đó là quanh cái ngưỡng ở vùng 17.85 các anh chị chúng ta hãy chú ý quanh mốc này cũng được nhé MBB hôm nay cũng phục hồi nhẹ lại cũng về lại được khoảng tầm vùng 29.7 rồi ấy thì đâu đó chúng ta sẽ kỳ vọng thêm một cái nhịp nữa nó lên được khoảng tầm là 30.5 à, 30.5 từ quanh 30 cho tới 30.5 các anh chị nhé ngày mai nếu như mà có cố gắng mà nó có kéo được ở trên 30 á thì các anh chị chúng ta em nghĩ là nên canh chúng ta hạ bớt tỷ trọng đi thì nếu như mà nó quay về lại nó retest lại một lần nữa quanh cái ngưỡng ở vùng 29 mà nó thành công á mà nó có những cái nhịp mà nó vòng cung nó hướng lên á thì các anh chị chúng ta có thể là chúng ta canh chúng ta mua vào được nhá thì đây cũng là một cái mà cổ phiếu nó vẫn giữ được ở cái vùng kênh trên như thế này thì nếu như mà nó phục hồi trở lại và nó đi tích lũy trong một cái biên nó thu hẹp dần lại thì chúng ta sẽ uh, có thể là giải ngân dần đúng với lại mã cổ phiếu bay banh này để mà kỳ vọng cho một cái nhịp uh, tăng ha. Rồi, tiếp theo NHB giảm quá là sâu này ha, nói chung là giảm cũng rất là sâu mà nó là, phải nói là nó giảm nặng nhất trong nhóm uh, ngân hàng trong cái đợt vừa qua bởi vì nó liên quan tới những cái thông tin bắt bớ rồi kể cả là bị cắt margin nữa ha, một số công ty chứng khoán họ lại cắt margin mã cổ phiếu SHB với lại SHS Đấy thì Cho nên là nó bị ảnh hưởng tương đối là nhiều. Đấy, thì tuy nhiên rằng là em vẫn nghĩ là một cái nhịp phục hồi cũng tương đương à, các mã cổ phiếu khác trong dòng ngân hàng mặc dù nó có yếu hơn. Thì đâu đó quanh cái ngưỡng ở vùng 17.5 cho tới vùng 18 thì các anh chị chúng ta canh chúng ta ra à, cơ cấu đi. Rồi STB hôm nay cũng ta hồi phục lại được khoảng tầm 3%. Đấy thì chúng ta cũng kỳ vọng một cái nhịp mà hôm qua em có nói là quanh cái ngưỡng ở vùng uh, 29 cho tới vùng 30 thì quanh quanh cái ngưỡng này thì các anh chị chúng ta nên uh, cơ cấu ra các anh chị nhé 2930 thì hy vọng là ở quanh cái ngưỡng này thôi thì nó cũng là tương ứng với lại những cái vùng nền trước đó của, của mình này Đấy, quanh quanh đây ha đó thì các anh chị chúng ta cần phải xử lý nhé chứ nếu mà để nó quay trở lại nó lụt lại nó mà nó test lại những cái vùng mà 26 á thì nó sẽ lại rất là dở mà các anh chị chúng ta sẽ lại bị vô cái thế bị động thậm chí là chúng ta vẫn có một cái sự nghi ngờ rằng là thị trường chúng ta vẫn chưa có thực sự là ổn mấy cái anh chị thì nó có thể nó đâm thủng cái vùng này thì lại rất là rách việc ha à, các anh chị nhé rồi tia banh hôm nay cũng phục hồi tương đối là kém. Hôm nay không có phục hồi bao nhiêu cả. Mà nó còn là bị giảm ngược lại chút xíu ha. Thì quanh đây em nghĩ là nó cũng đã à, có những cái nhịp mà nó test rồi. Hôm nay khối lượng cũng thấp thì nó vẫn sẽ còn một cái nhịp phục hồi nữa. Thì tuy nhiên là, là chúng ta cũng không kỳ vọng quá là nhiều. ha à. Rồi Techcombank, hôm nay Techcombank cũng nhẹ nhẹ xuống xuống thôi. Rồi, cũng hy vọng nó lên được khoảng tầm vùng 43 cho tới vùng 44. Nha, quanh quanh ngưỡng vùng này. VIP hôm nay cũng đỡ cung tốt nha à, VIP cũng đỡ cung tốt này thì con này nó, nó đánh hơi bao cung một chút xíu nó cũng là một trong những cái mà cổ phiếu uh, giảm tương đối lớn và cũng như là được một cái sự phục hồi lại từ cái vùng đáy cũng khá khá trong nhóm ngân hàng thì em vẫn nghĩ rằng nó vẫn có thể lên được khoảng tầm nó test lại cái đáy ở trên này nó test lại cái đáy ở trên này này Đấy, quanh cái ngưỡng ở vùng 43 cho tới, tới 43.5 thì các anh chị chúng ta có thể lưu ý cái vùng trên này ha ngày mai em nghĩ là ngày mai nó sẽ có một cái nhịp mà nó buôn lên đó rất là nhanh chóng để mà các anh chị chúng ta có thể là canh chúng ta đặt trước ở những cái vùng trên này này thì chúng ta mới có thể là khớp được những cái lệnh đó của những cái nhà đầu tư mà à, sợ hãi hôm qua không dám mắt đáy ha rồi hôm nay là tiếp tục mua đuổi đấy thì họ có thể là lên cao nữa thì có thể là họ thấy là à tăng rồi xác nhận tạo đáy rồi thì các anh chị chúng ta có thể canh chúng ta hạ bước ra các anh chị nhé rồi dòng dầu khí hôm nay dòng dầu khí cũng phục hồi cũng khá là ok đấy Uh, chẳng hạn như BSR thì cũng tiếp tục phục hồi lên được khoảng tầm phần uh, 6% so với lại cái mức giá đóng cửa ngày hôm qua, trung bình giá đóng cửa ngày hôm qua. Thì nó vẫn tiếp tục theo cái đà mà mà mà, mà nó đã dạ đã như nào à, đã phục hồi trong cái phiên ngày trước đó thôi. Đấy, thì nó vẫn chưa lên lên được khoảng tầm vùng 22 hôm qua đã có lúc lên được khoảng tầm vùng 22.3 luôn rồi mọi người nhé. Đấy. Thì nó vẫn chưa lên lại được cái vùng 22 này Thì những ai mà hôm qua mà đu ở trên những cái vùng 22.3 như thế này Thì có khi lại mệt đấy Yeah, cho nên là mọi người cũng cần tranh thủ nếu như mà cổ phiếu này nó có quay về lại ngưỡng ở trên vùng 22.5 cho tới vùng 23 đấy thì cân nhắc hạ tỷ trọng còn nếu mà các anh chị chúng ta đã như nào ạ à, mua được ở dưới đây này mua được ở quanh cái ngưỡng ở vùng 19 ha à, vùng 19 20 thì có thể canh lên được khoảng tầm trên 22 là mọi người cũng đã lướt canh lướt tới không ra cũng được rồi chứ mà lên trên đây mà các anh chị chúng ta mua vào nữa thì thật sự là thua bỏ tay nha yeah, bỏ tay nhanh nếu mà các anh chị chúng ta mua cho này nữa là rất là dễ bị dính thêm một cái nhịp mà nó retest lại cái đấy nha yeah cần chú ý. <laughs> Rồi Gas hôm nay cũng tiếp tục phục hồi lại tiếp và tăng thêm được hai giá và nó vẫn giữ được trên cái vùng nền này thì tạm thời là Gas nó vẫn thể hiện được một cái sự tích cực của cổ phiếu và nó có cái tính chất gọi là được à, đỡ cung à, đỡ giá ở quanh cái ngưỡng vùng 100 cho tới vùng 105 thì hôm nay con này cũng thực sự là tương đối là mạnh trong cái giai đoạn gần đây. Các anh chị chúng ta thấy. Rồi thì hy vọng là nó vẫn là cái đầu tàu để mà giúp cho dòng dầu khí vẫn vững chắc, và vững chắc mà phục hồi trong những cái phiên sắp tới, các anh chị nhé. Oi cũng vậy, oi cũng phục hồi lại nhẹ thôi, không có quá là 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 nhiều. Thì chúng ta vẫn kỳ vọng một cái nhịp nó có thể lên được thêm được khoảng tầm từ 7 cho tới 10% nữa. ha hầu hết là những mà cổ phiếu dòng dầu khí cũng gãy tương đối là sâu trong cái nhịp vừa rồi. BVC cũng vậy ha. thì các anh chị chúng ta cũng nên uh, cân nhắc. Chúng ta thấy những cái nhịp phục hồi như thế này thì là cái cơ hội cho các anh chị chúng ta ra hàng Đấy, bởi vì tụi nó gãy quá là sâu như BVD này gãy mà không thương tiếc đâu mọi người gãy mà không không thực sự là 40 phần trăm bởi vì hàng ở kho của những mà cổ phiếu dầu khí á, nó rất là nhiều Đấy, cho nên là mệt lắm lúc này là những cái lúc mà khi mà đã vi phạm những cái gì à, à những cái vùng trên này này Đấy, vi phạm lần một này ở đây là vi phạm lần hai này Đấy, ở đây cái nữa là vi phạm lần ba này là cần phải cắt dần ra hết rồi để mà để mà xuống dưới đây thì chắc chắn là mọi người sẽ cần phải cưa chân bàn dần đi rồi sau đó khi mà có những cái điểm mà nó phục hồi lên được khoảng tầm vùng 25 cho tới 26 á đấy thì quanh về lại cái cận cái vùng mà hỗ trợ trước đây nó là bị thủng này đấy có thể là 26 ha đó. đó, thì lúc đó mọi người canh mọi người ra dần giúp em nhé rồi BVS hôm nay cũng phục hồi lại nhẹ thì đâu đó có thể là vẫn tiếp tục kỳ vọng một cái nhịp nó lên được khoảng tầm là vùng 26 rồi sau đó là sẽ có những cái nhịp mà nó retest lại ở vùng 22.5 anh chị chúng ta cân nhắc chúng ta uh, đánh T0 thì chúng ta mua ở đây và chúng ta khi mà lên được khoảng tầm 26 thì chúng ta cần chúng ta bán ra à, quanh quanh cái ngưỡng uh, cận 26 các anh chị nhé rồi tiếp theo dòng bất động sản thì hôm nay dòng bất động sản cũng có khá là nhiều mã tím nha ở, bởi vì cái tính đầu cơ của tôi nó là rất là cao cũng như là nó đã bị gãy từ những cái vùng đỉnh rất là sâu rồi 50% Mọi người thấy em luôn nhắc với mọi người rằng là nó có hai cái mốc mà để mà phục hồi nếu như mà cổ phiếu mạnh thì nó có thể là đã phục hồi khi mà cổ phiếu nó giảm khoảng tầm 25 cho tới 30% thì sẽ có những cái điểm phục hồi từ 7 cho tới 15%. Còn những cái mã cổ phiếu mà nó mang cái tính đầu cơ lớn và nó có những cái lượng cung mà mà mà, mà ép bán hàng ra rất là nhiều ấy, thì nó sẽ rơi khoảng tầm là từ 50 hoặc là trên 50% là là, là 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 sẽ có một cái điểm hồi, một cái nhịp hồi thì ở đây thì mọi người thấy hôm Qua em cũng có kẻ ở đây cho mọi người thấy này thì chắc chắn là trong một cái nhịp mà theo cái hiệu uh, hiệu ứng mà quả quả bóng rơi đúng không ạ sự đàn hồi của quả bóng rơi thì chắc chắn là nó sẽ phục hồi lại cũng tương đối à, thì ở đây là nếu mà mọi người đo đi từ cái vùng mà thấp nhất của ngày hôm qua là cái ngưỡng ở vùng gần giá sàn là 32 đó hiện tại nó phục hồi được bao nhiêu các anh chị 30 phần trăm đấy những ai mà mạnh dạng chúng ta cưa chân bào chúng ta mắc đáy thì cũng đã hồi phục lại cũng tương đối là khá nhờ đúng không ạ đó Mọi người có thấy ở đây nó chưa gì nó đã phục hồi được bao nhiêu từ cái vùng mà giá thấp nhất ở đây này, giá 32 đi ha. Ừ, gần 30% rồi, chính giá luôn. Mọi người thấy nhanh không ạ? À? Cực kỳ là nhanh bởi vì đây cũng đều là những cái mã cổ phiếu mà các anh chị ta thấy là nó dằn vặt cái 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 tra tấn cái tâm lý của các anh chị ta trong những cái phiên vừa rồi rất là mạnh mẽ. Khi mà nó hồi thì nó cũng sẽ hồi lại rất là mạnh. Đấy ha, cho nên là khúc này này, cái các anh chị ta cứ kỳ vọng nó có thể nó tiến lên được khoảng tầm đâu đó vùng 45. Đấy rồi sau đó nó sẽ lại rơi tiếp thôi nên là cần chú ý không có mua đuổi ở trong những cái nhịp này đấy, đích cũng vậy đích cũng như thế này này đấy, cũng từ đáy lên này rồi cũng lại được 20 phần trăm mọi người thấy hay không ạ à? đấy cũng được người, tương đương là 12 phần trăm mà ai mà bắt được trong cái nhịp hồi sáng nay này hôm nay cũng có một cái giá sàn nha hôm nay nó đánh biên khá là lỏng hôm nay đánh biên khá là lỏng sáng nay có mức giá gần như là sàn luôn các anh chị nha đấy thì nói chung là những cái lúc như thế này này cái sự mà đảo hàng của đổi uh, đội lái cũng như là À, những người đánh tay không chuyên nghiệp ấy nó sẽ thường xuyên nó dễ xảy ra và nó sẽ rất là dễ có những cái biến động nó bị chưa à, thì các anh chị chúng ta cần phải chú ý và lưu ý thì theo em thì uh, đích nó có thể là nó sẽ hồi lên được khoảng tầm là vùng 60 à 70 các anh chị nha có thể lên được khoảng tầm là vùng 70 thì sau đó nó sẽ quay đầu nó 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 reset lại ha đó, thì các anh chị chúng ta có thể chú ý rồi hôm nay vẫn có thêm những cái mã cổ phiếu khác trong bất động sản cũng hồi rất là mạnh EDJ này à, rồi HDG này thì nhìn nhìn chung á, các anh chị chúng ta vẫn có thể kỳ vọng được từ một cái nhịp nữa mà các mã cổ phiếu này trong phiên ngày mai nó có thể tiếp tục nó phục hồi hoặc là trong phiên thứ sáu nó vẫn còn một cái nhịp hồi nữa một cái nhịp hồi ngắn nữa đâu đó khoảng tầm từ 5 cho tới 10% phần trăm thì hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta sẽ bớt đi những cái khoản thua lỗ của mình các anh chị nhé chứ chúng ta khi mà lên đã lên đây rồi hạn chế chúng ta đu vào nha chúng ta hạn chế chúng ta đu vào và chúng ta sẽ chờ lại những cái Uh, cơ hội nó rõ ràng hơn cũng như là những cái nhịp mà cổ phiếu nó có một cái sự tích lũy đầy đủ ổn hoặc là nó sẽ xuất hiện những cái nhịp mà bùng nổ với cái thanh khoản lớn nó nó xác nhận đó là những cái vùng đáy thì các anh chị chúng ta khi mà có những cái nhịp mà nó cân bằng và nó retest trở lại thì đó là những cái lúc mà các anh chị chúng ta an toàn chúng ta tham gia và chúng ta không có sợ là chúng ta bị thua lỗ nhé rồi uh, tiếp theo hôm nay có dòng phân bón uh, phân bón nó cũng uh, bị gặp một số cái tin xấu khi mà tăng áp thuế cái năm phần trăm lên cái việc mà xuất khẩu và phân bón ha các anh chị nhé đấy thì nhìn chung là hôm nay có một cái sự giảm điểm này những cái mã cổ phiếu đầu như là 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 DBM cũng có giảm này ha hồi sáng nó cũng gần như nằm sàn nhưng mà buổi chiều do cái sự tích cực của uh, thị trường chung cho nên là những nhóm cổ phiếu trong những cổ phiếu trong nhóm uh, phân bón cũng được kéo lại đôi chút đấy thì hy vọng rằng nó vẫn sẽ có tiếp tục những cái nhịp hồi lại nhất định cho các anh chị chúng ta ra nhé thì hy vọng là như vậy các anh chị đó còn những cái mà cổ phiếu hóa chất như là DGC hay CSV này đấy, thì nó cũng uh, đối với lại DGC thì nó vẫn là rất là khỏe bởi vì nó vẫn giữ cho cho mình một cái trên tăng các anh chị chúng ta thấy đây nó vẫn giữ cho một cái trend tăng nhé mà nó không thủng ấy, thì nó sẽ chỉ là những cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn thôi và khi mà cổ phiếu này mà cũng như là thị trường chung của chúng ta nó cân bằng trở lại À, nó có thể nó cân bằng hoặc nó, nó nó cân bằng ở đây Thì lúc đó cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục Nó lại hướng tới nó tìm lại những cái định mới nữa nha Nên là các anh chị chúng ta Thấy được rằng là, là cổ phiếu này Nó vẫn còn khá là khỏe nha. Còn nếu như mà nó test lại ở đây Mà nó không thành công mà nó không giữ được những cái như thế này Và nó tiếp tục nó cắm sâu xuống Nó bị mất cái vùng giá khoảng tầm là 200-210 thì chắc chắn là Nó cũng sẽ đi vào một cái nhịp chỉnh giảm mạnh Giống như thằng DBM vậy Đây này mọi người thấy không ạ à? Ở đây là một cái một cái đáy này ráng, ráng kéo lên một nhịp này lại tiếp tục điều chỉnh này ráng kéo thêm một nhịp nữa rồi tiếp tục điều chỉnh này thì em nghĩ là với cái khối lượng lớn mà nó điều chỉnh ở những cái nhịp mà nó giảm như này này thì đây là những cái phim mà nó phân phối nha mọi người nhé thì đây là những cái phim mà nó phân phối này đấy cho nên là cần phải đặc biệt lưu ý ví dụ như DGC ở đây nó cũng có một cái nhịp phân phối đây rồi này à cần phải có sự cái sự chú ý nếu mà nó có kéo lên thêm một cái nhịp nữa nếu mà nó có kéo lên thêm một cái nhịp nữa thì các anh chị chúng ta nên cân nhắc nha rồi, chúng ta qua đến tiếp dòng chứng khoán. Hôm nay dòng chứng khoán cũng có một cái sự phục hồi uh, tương đối là khá khá. Hôm nay có OH là 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 hay nhất ha, cũng uh, giảm cũng tương đối là mạnh rồi sau đó lại tiếp tục kéo lên trần. Hôm qua nói chung là ai bán thì cũng đã bán gần như là hết rồi. Ép thêm một nhịp sáng nay nữa thì thôi chắc cũng không sạch sẽ luôn rồi mọi người ha. Thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng những mã cổ phiếu này nó phục hồi được thêm khoảng từ uh, 1 cho tới 2 giá thôi. Chẳng hạn như thằng ORS này thì đâu đó lên được khoảng tầm là vùng 21.5 cho tới vùng 22. Rồi MVS hôm nay cũng phục hồi lại tương đối là khá, rút cái chân tương đối là dài. Đấy. À, nhưng mà lên được khoảng tầm vùng 32, 33 là cùng. À, rồi VCI, hôm nay VCI là giảm này. Đấy, những cái con này nó thật sự nó rất là yếu nha. Những con này thì em đánh giá là thật sự rất là yếu. Rồi hay như thằng VND, hôm nay cũng có một cái sự giảm giá nhẹ à, thôi, không có vấn đề gì. Thì nhìn chung là hôm qua nó cũng tăng chân mà thì hôm nay nó giảm nhẹ lại thì cũng mặt bằng chung nó cũng là 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 phục hồi lại khoảng tầm là tương đương là sáu phần cũng là tương đối tốt rồi và nó vẫn giữ được cho mình cái uh, gì à? à cái 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 xu hướng ở kênh trên nha vẫn một cái xu hướng ở kênh trên như thế này tuy nhiên rằng là với cái khối lượng lớn ở vùng đỉnh như thế này này rất là nhiều nhà đầu tư họ kẹp hàng thì cái vấn đề mà nó có thể nó về lại được cái vùng đỉnh này hay không là một cái câu chuyện khác và chúng ta cần phải quan sát thêm ở những cái phiên sắp tới hoặc là nếu như mà nó có quay về lại được khoảng tầm vùng 33 cho tới vùng 34 ở trên đây này Thì em nghĩ là nên cân nhắc chúng ta có thể là canh chốt lãi hoặc là chúng ta hạ thị trọng ra hoặc là các anh chị chúng ta hiện mà đang có đua trên vùng trên 35 như thế này này Thì trong đó mới còn lỗ được khoảng tầm 5 cho tới 7% á, thì các anh chị chúng ta nên cắt Bởi vì đó là một trong những cái việc mà các anh chị chúng ta vẫn còn cảm thấy như là ừ, Chưa nhận nhận được những cái khoảng lỗ mà 25 đến 30% đâu các anh chị ha rồi SSI hôm nay cũng giảm nhẹ đó, Thì cũng không có vấn đề gì Em vẫn kỳ vọng một cái nhịp Mà cổ phiếu này nó vẫn có thể nó phục hồi nó lại tiếp nhé. Thì đâu đó có thể là quanh ngưỡng ở vùng 37 thôi à, Quanh ngưỡng ở vùng 37 thì chúng ta sẽ quan sát thêm Đấy, Còn thế nhưng mà nó đã vào tiếp tục vào cái đau trên như thế này này Đấy, cắm sâu hơn như thế này. này Mọi người thấy không ạ? Đáy sau ha Đáy sau Cao hơn đáy trước như thế này rồi Thì chắc chắn là cái xu hướng giảm của nó nó vẫn sẽ là còn ấy những mã cổ phiếu này thì em thấy nó cũng đánh khá là giống với lại cái năm 2018 đấy. Ừ. đấy này cắm sâu hơn này đấy, trước này ở đấy sau này rồi phục hồi lại này có thể thậm chí là một cái nhịp này nó phục hồi lại rất là mạnh ha một phục hồi mình lên tới tận vùng 40 luôn nhưng mà nó vẫn sẽ cắm đầu xuống ngược trở lại và nó sẽ tạo tiếp tục tạo cái đấy sau nó thấp hơn cái đấy trước nha mọi người nhé nha ha, là những cái này là vẫn có khả năng nó xảy ra chứ không phải là không đấy, thì các anh chị chúng ta cần phải lưu ý rồi SHS cũng khá là yếu về cái đà đà phục hồi của mình Thì các anh chị chúng ta thấy là sau khi chia cổ tức Thì nó cũng lại tiếp tục nó lục luôn Đây này những ai mà nhận cổ tức ở trên đây này Rồi nhận chia cổ phiếu quyền mua ha Nó về lại gần cái giá của quyền mua luôn Mười 19 thì quyền giá mua là khoảng tầm giá 12 Còn xíu nữa là sắp về rồi Em nghĩ là chắc khi mà nó hàng nó về một cái Thì chắc nó về tới đây luôn quá Đó khi mà cái 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 quyền mua mà hàng mà được trả về ở đây này thì chắc nó về lại tới tận vùng giá đó luôn. Coi như là các anh chị chúng ta lại càng lỗ nặng hơn, à, các anh chị ha. Rồi, ok, thì đó là về nhóm dòng chứng khoán nhé. Và chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng cái nhóm này, à, cũng như là toàn bộ những cái mã cổ phiếu Midcap vẫn có thể là phục hồi được lại được tiếp từ 7 cho tới 10%, thì hy vọng là vậy. Tùy cái mã cổ phiếu. À, bên khu công nghiệp, chẳng hạn như có hôm nay có IDC hôm nay cũng tăng được 10%. Đấy, à, thì hy vọng rằng là nó sẽ giúp em về bờ, em vẫn còn giữ cái mã cổ phiếu này. Vẫn chưa cắt mọi người nha, vẫn chưa cắt. Hôm qua mà thị trường ta phục hồi lên lại được 30 điểm mà cổ phiếu này nó giảm tới tận ba giá là mọi người thấy là cái 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 sự mà yếu ớt của nó đúng không ạ? Thì tuy nhiên là hôm nay cũng gỡ gỡ ra được một tí khi mà cổ phiếu nó tăng trần Thì em cũng hy vọng rằng là nhịp này thì nó vẫn sẽ hồi lên là được đâu đó khoảng tầm vùng 60. À, có thể hồi là được vùng 60 thì em sẽ canh em cắt dần ra để mà tránh cho cái việc mà nó quay đầu nó giảm ngược trở lại. À. Rồi, <laughs> cao su phước hòa này cũng phục hồi lại cũng tương đối này. À, những cái mà cổ phiếu này á, thì mọi người có thể chú ý nhé, bởi vì nó có một cái nền ở đây. À, nó đã có một cái xu hướng nó xác nhận một cái biên tăng như thế này này. Thì tuy nhiên rằng là cái khối lượng á, thì theo như em thấy là cứ mỗi lần mà cái khối lượng nào mà nó bị đột biến nhiều quá, mọi người thấy ở đây. Mọi người thấy ở đây trung bình những cái phiên trước đó nó khoảng tầm có 700 mà mà đột đột nhiên đùng một phát cái phiên này nó tới 2 triệu 8 lần, nó gấp hơn 3 lần rồi. À, gần gấp hơn gấp ba lần tới bốn lần thì đùng một phát thấy là nó bị gãy xuống này mọi người thấy không ạ, ấy à, ha cho nên làm những cái mã cổ phiếu này này lúc mà bùng nổ ở vùng đỉnh mà nó cái khối lượng nó quá là lớn mà nó quá là đột biến á thì nó rất là dễ cho thấy là những cái sự đeo bám và cái sự phân phối hàng ra một cách nó uh, khá là tinh vi của đội lái đấy nên là cái chúng ta cần phải lưu ý nhé thì nếu như mà BVS BHR chứ nó mà nó nó phục hồi lại được ở đây này mà nó đi ngang và nó tích lũy được ở vùng này thì nhiều khả năng nó sẽ vào một cái trận mới. À, thì chúng ta có thể xem ở đây là những cái điểm spring của cổ phiếu nhé. Chúng ta sẽ, sẽ sẽ xem xét thêm ở những cái giai đoạn sau. Rồi D2D hôm nay cũng tăng chân. À, D2D thì nó cũng gãy tương đối là sâu rồi. Về lại tới tận vùng đáy đáy trung hạn của nó ở dưới đây rồi này. Đó, thì nó phục hồi trở lại. Nhiệm vụ của nó thì nó sẽ phải nên nên về lại khoảng tầm vùng 55 và tích lũy lại được ở trên đây này thì nó mới tích cực còn mà chứ không là nó quay đầu nó giảm ngược lại á thì nó sẽ tiếp tục cái đà mà mà, mà giảm tiếp thêm thôi Nhá, yeah. thì những cái con này á thì nó sẽ cần uh, siết lại cái biên của mình ok KBC cũng uh, phục hồi này cũng tạo ra hai đáy ở đây mọi người thấy ha nó cũng tạo ra hai đáy ở đây đó thì chúng ta sẽ tiếp tục một cái nhịp hồi ngắn nữa đối với lại là KBC khoảng tầm lên được khoảng tầm là vùng 45 à, 45 chấm ít ha Để chờ thêm thôi các anh chị rồi hôm nay có thủy sản cũng phục hồi cũng rất là khá Hôm nay có vĩnh hoàng tăng trần luôn này Đấy thì những cái con như thế này mọi người thấy không ạ à? Nó vẫn giữ được một cái trên xu hướng tăng Nó vẫn giữ được một cái trên xu hướng tăng Và nó vẫn giữ được những cái vùng nền trên ha Thì em cho rằng là những mã cổ phiếu này Nếu như mà trong khi mà thị trường ta tìm được những cái điểm cân bằng Cũng như là vùng cân bằng ấy Thì những cái mã cổ phiếu này nó cũng sẽ sớm cân bằng trở lại Trong một cái biên độ hẹp nhá yeah, thì nó vẫn sẽ tiếp tục một cái quá trình nó tăng tiếp bởi vì nó chưa xuất hiện bất kỳ một cái à dấu hiệu tăng tốc nào hãy chẳng hạn như FRT cũng vậy này đó cũng sẽ còn những cái à nhịp tăng nữa nhưng mà có thể là nó sẽ không tăng nhiều bằng cái quý vừa rồi ấy à, chứ mà cái đà tăng của nó nó vẫn sẽ còn, còn tiếp diễn các anh chị nha à, Hay DG World cũng tương tự như vậy DG World cũng tương tự như vậy thì các anh chị chúng ta cũng có thể chú ý được ấy à, bởi vì cái vùng nền của nó ở đây này đó, bởi vì vùng nền của nó đây nó vẫn giữ được những cái nền trên như thế này thì nó cho rằng nó, nó cho thấy là gì dạ, à cái sự đỡ cung đỡ giá cũng như là cái xu hướng tăng của cổ phiếu nó vẫn là còn các anh chị nhé rồi FMC cũng cũng tương đối là lỏng rồi khúc này nó đánh khá là lỏng ha thì à, chúng ta sẽ chưa có thể nào mà phân tích được kỹ được cái lượng cung cầu ở đây ANV cũng vậy ANV cũng khá là lỏng trong cái nhịp vừa rồi CMB hôm nay cũng tăng trần nhưng mà sao ạ à? nó bị gãy khá là nặng à, cũng đánh khá là giống với lại thằng BHR này nó cũng về lại tuốt lại những cái vùng nền ở đây đó thì nó phục hồi trở lại thôi để chỉ chờ thêm những cái tín hiệu nếu như mà nó phục hồi lại được ở đây này mà nó cận về lại cái vùng đỉnh mà nó tích lũy được ở trên đây thì lúc đó chúng ta mới hạn để ý còn mà nó vẫn ở dưới đây thì chúng ta chưa thể nào mà chúng ta giải ngân sớm được à, mà cần phải có những cái động thái nó lên được khoảng tầm cận ở vùng 22 cho tới vùng 22.5 rồi sau đó nó tích lũy lại được ở đây á thì chúng ta mới đánh được ở những cái phiên mà nó có những cái nhịp mà dòng tiền nó vào nó đẩy nó vượt đỉnh nè. Thì lúc đó nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều các anh chị nhé. Rồi ok và còn tiếp nữa chúng ta sẽ nhắc tới dòng thép và những cái mã cổ phiếu trong nhóm PIN30. À, thép thì có HSG, hôm nay HSG cũng phục hồi lại khá khá. Ha, à, hôm nay HSG cũng phục hồi lại khá khá nhưng mà không có nhiều bởi vì nó cũng đã bị thủng mất cả cái vùng đáy ở đây đó thì nó sẽ vô tình nó sẽ là lại là cái áp lực bán khi mà cổ phiếu nó có quay về đây mọi người nha thì chúng ta cũng sẽ chỉ là nhịp phục hồi lại khoảng tầm vùng 30 chấm ít thôi nha rồi Nam Kim Nam Kim nay cũng phục hồi khá là tốt à, rồi nó cũng đã bị gãy mất cái vùng hỗ trợ ở đây à, thì nó sẽ phục hồi lên được khoảng tầm là vùng 38 chấm ít cho tới vùng 40 thì các anh chị ta có thể lưu ý cái vùng này chúng ta hạ tí trọng ra các anh chị nhé Hòa à, Phát hôm nay được full bon như cũng giải ngân nhưng mà ờ uh, cũng cảm thấy là nó khá là yếu ở trong giai đoạn này do có thể là họ nhiều tiền thì họ có thể mua thôi nhưng mà vẫn cái xu hướng chính của nó mọi người sẽ thấy là cái xu hướng chính của nó vẫn lên một cái xu hướng đi xuống nha yeah. Đấy, thì chúng ta cần phải hạn chế chúng ta mua mới những cái mà cổ phiếu này mà lúc mà phục hồi lên được khoảng tầm vùng 44 á thì sẽ là cái cơ hội cho các anh chị chúng ta đỡ bớt đi những cái phần lỗ thay vì là các anh chị chúng ta cắt ở những cái vùng 40 như thế này thì khi mà nó lên được khoảng tầm vùng 44 á thì lại là cái cơ hội cho các anh chị chúng ta ra ra bớt hàng nhé yeah rồi chúng ta qua đến tiếp viên 30 đó chính là mở lưu G hôm nay mở G cũng uh, tương đối là, là 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 bị giảm ngược trở lại hôm qua cũng tăng tương đối là đẹp rồi thì hôm nay giảm nhẹ là chút xíu thôi và nó vẫn giữ được cái nền trên nhé các anh chị nhé cũng như là uh, cái nền ở đây này nó không về quá là sâu mọi người sẽ thấy thì khi mà nó có những cái sự rũ bỏ như thế này thì nó sẽ cần những cái điểm mà cân bằng ở trên đây hấp thụ lại với cái volume thấp đấy thì cần phải có những cái volume nó thấp dần đi bởi vì trên đây rất là nhiều nhà đầu tư họ đu bám thì nó cần phải hấp thụ lại những cái lượng cung ở trên này các anh chị nhá rồi tương tự như png cũng vậy thì png nó biến động nó hơi lỏng một chút xíu nhưng mà cái kênh xu hướng của nó nó vẫn đi theo một cái kênh này này mọi người thấy không đây là một cái kênh đi lên ha đó nó xuyên suốt một kênh đi lên hoặc thậm chí nếu như mà nó có những cái điểm mà à, test lại cung cầu ở cái vùng mà khoảng tầm 103 cho tới vùng 105 như thế này này mà nó thành công á thì khi mà nó lên đây nó test lại một lần nữa nó test lại vùng đỉnh ở đây và có những cái nhịp mà nó Uh, retest lại cái vùng thấp hơn là khoảng tầm vùng 110 cho tới vùng 113 mà nó tích lũy được ở trên này này. Đó thì nó sẽ rất là dễ đánh một cái trận mới là tiếp tục nó vượt đỉnh tiếp. Ha, các anh chị chúng ta cũng hay lưu ý được PNG nhé. Rồi, còn gì nữa không nhỉ? Um, uh, Vin30 còn FPT à, thì FPT nó cũng đánh khá là tương đồng với lại là MDG trong cái giai đoạn vừa rồi. Đấy, thì cũng là cùng một cái form nó tăng vượt đỉnh như thế này. À, nhưng mà có điều là FPT lên đây này nó bị gãy lại ngược lại hơi bị sâu một chút xíu tới tận 15 16 lần ở thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng một cái nhịp mà nó hồi lên lại được khoảng tầm vùng 107 cho tới vùng 110 tức là bằng một nửa so với là cái đà rơi đấy thì các anh chị ta lên đây nếu mà có kẹp ở những vùng này này chúng ta canh chúng ta hạ bớt cái tỷ trọng ra bởi vì nhiều khi nó quay về nó retest lại thì nó lại khiến cho các anh chị ta rất là khó xử ha các anh chị nhé thì chúng ta sẽ đợi thêm Và cái xu hướng của nó vẫn là một cái xu hướng tăng nhé mọi người nhé ha và chúng ta chờ thêm thôi nếu mà nó vừa lại được ở đây này nó test lại và nó duy trì được ở ngang ở trên vùng trên này lúc đó là những cái lúc mà nó có những cái động thái nó tích lũy và nó muốn nó vượt đỉnh thì nó cần phải volume thấp luôn à, volume nó cũng phải cần cạn dần ha các anh chị ha Đấy chờ thêm mua mới phải cần phải chờ thêm rồi à, ri à, ri thì hiện tại nó về lại những cái vùng giá thấp như thế này và phục hồi lên tiếp á, thì nó sẽ test lại cái đỉnh ha, những cái đỉnh trước của nó ở quanh cái ngưỡng ở vùng 76 thì đó thì lên đây thì có thể nó sẽ quay đầu nó giảm này nên là mọi người cần lưu ý nhé nó giảm về đâu nó có thể giảm về lại cái ngưỡng ở vùng 70 nhé thì cần phải chú ý một chút xíu rồi uhm. ok thì chắc video của em nó cũng xin được dừng tới đây thôi à lại có biết chưa nói ha à biết nói rồi à, có bê phát thì chưa này bê phát thì hôm qua nó cũng giảm tương đối là sâu và nó phục hồi trở lại hôm nay chỉ điều chỉnh giảm nhẹ thôi và nó vẫn giữ được cái một cái vùng nền ở trên này thì chúng ta sẽ đợi thôi nói chung là chúng ta sẽ đợi cho BVH nó về lại được khoảng tầm vùng 63, 64 nha chúng ta sẽ đợi BVH nó phục về lại được ở vùng 63, 64 và xem xem là nó có tích lũy lại đủ tốt ở trên này hay không và cái volume khối lượng của nó cần phải nhỏ dần lại chứ ở đây cái khối lượng kẹp hàng cũng tương đối là nhiều thì cho nên rằng nó cần phải hấp thụ lại những cái lượng cung ở trên này nha thì nó mới tiếp tục nó mới có một cái xuất hiện một cái con sóng mới và tiếp tục vượt được cái vùng đỉnh ở đây và sẽ kỳ vọng là ở những cái nhịp tăng sắp tới nó sẽ về lại được những cái vùng kháng cự như là 72 cho tới 75 các anh chị nhé rồi à, và đó cũng là cái uh, mã cuối cùng mà em phân tích trong video ngày hôm nay để xin được nhắc lại cho các anh chị chúng ta về cái tình hình của viên chúng ta rằng là nếu như mà xuất hiện tiếp những cái nhịp mà phục hồi lại tiếp theo trong phiên ngày mai cũng là một cái nhịp mà tương đối là quan trọng để cho các anh chị chúng ta hạ bớt dần cái tỷ trọng ra chúng ta chia nhỏ những cái Uh, tỷ lệ ra để mà chúng ta bán dần đi nhé. Yeah. Uh, thì đó sẽ là giúp cho các anh chị chúng ta hạn chế được những cái khoản thua lỗ trong cái nhịp rồi. Nếu như mà các anh chị chúng ta uh, đã cố gắng chúng ta cầm cự được qua những cái cơn bỉ cực của thị trường. ha Thì uh, lên đây thì các anh chị chúng ta nên canh chúng ta hạ bớt dần ra. Bởi vì cái xu hướng của thị trường chúng ta vẫn là một cái xu hướng giảm và cái khả năng nó test lại những cái vùng đẩy vùng 1300 À, nếu như mà nó xấu hơn thì nó có thể về lại vùng 1.280 thì lúc đó nó sẽ dẫn tới những cái gì? à những cái tình huống rất là khó xử lý về cái danh mục của các anh chị chúng ta được chưa? đó thì đó cũng là một trong những cái điều mà em muốn uh, gửi đến và nhắc nhở cho các anh chị chúng ta cần phải đưa ra những cái uh, quyết định nó phù hợp và nó uh, thức thời, các anh chị nhé. nên kê trước, em thêm thấy là nên kê trước những cái vùng giá mà các anh chị chúng ta nhắm là nó có thể lên nhưng mà đừng có hảo huyền là nhắm tăng giá trần nữa nhé. OK? Rồi, cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa uh, đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video này. Thì hy vọng nó sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta trong quá trình đầu tư cũng như là uh, những cái quyết định mà sáng suốt gửi đến cho các anh chị chúng ta nhé. Và đừng quên là hãy ủng hộ tốn bằng cách là subscribe kênh YouTube và cũng như là like cái video này. Rồi Cảm ơn các anh chị chúng ta rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo.